Ở hai nha, thầm mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Đi Rừng Làm Đã nha. Ngày hôm nay trong ẩm thực rừng tôi mới mang về một cái thứ này rất là thú vị mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Đó là con này. Con này là một con có gai à, xung quanh nó đầy gai và gai đâm rất là đau à, chỗ tôi hay gọi là con cú có gai. Ở lộn, 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 lộn à, chỗ tôi hay gọi là con nhím à, không nói nhiều, tôi sẽ bắt đầu giới thiệu và làm thử cái con chôm chôm biển cho các bạn xem. Đây cả cảnh đoạn đây là cận cảnh người của nó nè à, người của nó trên người nó xung quanh nó rất là cứng bạn và người của nó có gai đầy gai xung quanh ấy, gai nó đâm rất là ngứa vào đâu bạn. Nhưng mà tôi không biết nên chúng ta ăn nó là sao và bóc ra bằng cách nào, nhưng mà tôi không biết. Tôi giờ tôi cứ bắt đầu tôi luộc lên đi rồi tính xong cái việc ăn mình tính sau ha. Cái luộc lên chín cái đã rồi mở ra chúng ta sẽ khám phá xem bên trong cái cơ thể bên trong của nó là cái gì. Cái lũ tôi có chuẩn bị sẵn ít sả rồi, tôi sẽ bỏ mớ sả trong đây. Mục đích của bỏ sả ở đây là một phần là để cho nó thơm, với một phần là để cho nó cách nhiệt. Để thả đây bỏ một con vào đây, một con, hai con, ba con, bốn con. Bây giờ tôi đang chuẩn bị nhóm lửa lên và bắt đầu luộc nó lên. Hôm nay để một cái là được luôn, nó không lung lay luôn là biết hôm nay cái trình độ mà để thủng tôi nó ghê thế nào đó. Xong rồi nha, nó đang bóc bóc hơi đây nè, thấy không? Giờ tôi sẽ đầu để lá chuối lại, đây là cái nắp huyền thoại để lá chuối lên. Bắt đầu tôi sẽ bắt đầu luộc lên và lấy lôi ra thưởng thức, tôi xem cái món chôm chôm biển của tôi nó ăn ra sao. Rồi xong, sau 30 phút đun nóng tình yêu, có lẽ tôi nghĩ có lẽ là chín rồi bạn. Hơi không là hơi. Tôi nghe bốc lên đầy mùi sả. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu mang nó ra và chúng ta sẽ bắt đầu bóc thử xem trong đây cái con chôm chôm biển của tôi xem nó hương vị như thế nào nha. Tôi sẽ nhẹ nhàng nóng quá. Ôi trời ơi. Nóng phỏng cả tay luôn. Ây da, chết tôi ông ơi. Nóng quá bạn ơi. Nóng quá. Thôi, dùng bộ phận hỗ trợ thôi. Thôi, giờ tại nhà nó nóng quá, tôi phải dùng lá chuối. Hai con. Ba con. Bốn con. Rồi xong rồi mọi người. Luộc chín rồi. À, cứng quá. Ây da, gai nó đâm đầu đâu quá. Con này tắt là sao ta? Thú thật là từ nhỏ giờ tôi cũng chưa ăn xa cái con diễm biển bao giờ, mà không biết nó có gì hay không. Chắc mình muốn đập ra thử đi. Trống trơn ta, không có gì đấy hết ta. Kỳ vậy. Nhung biển gì kỳ cục vậy. Thử này ra xem sao. Ủa, khô rang kìa, kỳ cục vậy. Ủa, kỳ ta. Khô rang ở có một bông hoa đây nè. Kỳ vậy. Ăn cái gì trời. Kỳ vậy ta. Chết gai đâm tay rồi. Đổ qua bên coi. Kỳ vậy ta. Bên trong trống rỗng. Bên trong có trống rỗng ta, không có gì là la liếm được ta. Rồi. Có cái hoa của nó nè. Nhũ hoa của nó nè. Lại bể kèo rồi, mất ăn rồi, cái công sức nấu nãy giờ 30 phút chờ đợi mà bị mất ăn rồi. Có gì vàng vàng đây nè. Không biết cái này có la liếm được không nữa. Cái thử la liếm lần thử cho biết cái mùi vị cái vàng vàng là gì đây. Có người ta chứ kỳ cục vậy. Trong người này không có gì hết ăn hết á trời. Tôi lại tưởng trong đây nó có một bọng nước ngạch không. Ai ngờ đập ra trong trên. Bể quá bạn ơi. Các bạn là từng ăn sâu biển chưa? Các bạn hãy góp ý cho tôi một ý kiến được không?
tại sao tôi đập ra mà bên trong nó không có thứ gì hết. Tôi nhớ là trong cái đầu óc tưởng tượng của tôi là ở trong cái con sao biển này là phải có nhiều nước, có nhiều ngạch giống như ngạch của đầu cua, đầu tôm á. Không ngờ đập ra lại trống trơn hết. Uổng công 30 phút tôi nấu. Đây đây nè, ở đây có miếng trúc bằng vàng nè. Tôi sẽ xé bằng vàng tôi nếm thử xem sao. Kệ, nếm thử xem có gì đây. Thôi này sật sật á. Này giống như là trứng đó ta. Vàng vàng nè. Ăn được không biết đâu. Cái vàng vàng nó ăn từ từ giống như là trứng trứng chiên rồi đó. Trong đầu óc tưởng tượng là cứ ngỡ là ở trong đây chúng ta sẽ có một bầu nước ngạch của nó, một bầu đầy nước. Nhưng mà thực sự không ngờ khi mà đập ra chúng ta lại thu được một bầu khô nước, không có một hạt nước hết. Chắc thanh niên là hút khô nước rồi. Nó trừ cho tôi lại. Thôi nha, bẻ kèo nha, chúng ta giải tán nha. Nên thầy nhớ đăng ký bật chuông để cập nhật các video mới nha. Nha Bi, ăn thử cái đường Bi. Anh em chúng tôi giải tán nha. Thôi pha này chúng ta bị bẻ kèo rồi. Ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chào lại các video sau. Bye 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 bye.